Hiện tại thì đồng bằng sông Cửu Long đang chịu ảnh hưởng của đợt nắng nóng cao điểm, đồng thời kỳ triều cường đầu tháng 3 âm lịch đã khiến cho hiện tượng xâm nhập mặn diễn ra mạnh mẽ hơn. Theo thông tin từ cơ quan chức năng, có khoảng gần 73.900 hộ dân đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nước sinh hoạt, chủ yếu là tập trung ở các tỉnh gian biển chủ yếu tập trung ở các tỉnh gian biển như Tiền Giang, Long An, Bến Tre, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Kiên Giang và Cà Mau. Dự kiến tình trạng thiếu nước sẽ còn gia tăng khi mùa nắng nóng ở đồng bằng sông Cửu Long vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc trong thời gian tới. Đồng thời, việc xâm nhập mặn cũng đang gia tăng theo kỳ triều cường đầu tháng 3 âm lịch. Cơ quan chức năng cảnh báo rằng mức độ ranh mặn ở mức 4 gam trên lít có thể lan rộng sâu vào khoảng 75 đến 90 km trên hệ thống sông Giàm Cỏ. Cũng theo đó, các sông như Cửa Tiểu, Cửa Đại, Hàm Luông, Cổ Chiên, sông Hậu và sông Cái Lớn cũng sẽ chịu ảnh hưởng của xâm nhập mặn trong khoảng 40 đến 65 km.